Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục qua server PPE để trải nghiệm về chế độ đấu trường chân lý mùa 3.5 tái hiện nha anh em nhá. Rồi, rất là nhiều anh em đã vote vào cái vũ trụ của Nico. Chắc là sẽ phát hai cái nhân bản tường cỡ lớn đây đúng không? Anh EZPPE. Để xem nào. Với khởi đầu là một con Illaoi. Cỗ máy chiến đấu và đấu sĩ à. Cái bộ tộc cỗ máy chiến đấu này ấy, thì có một cái con tôi phải nói với anh em là rất là bá đạo. Đó chỉ là con Ugot. Ui cái gì đây? Bát phi hành gia. Là còn thêm cả Kama nữa à? Con bát này thực sự là rất là lỗi ở mùa 3.5 nhé anh em. Đây, mình sẽ cho anh em thấy cái độ bá đạo của con bát này. Chắc chơi chưa? Có ai chơi liều như mình chưa? Lý do là tại sao à? Là với con bát 2 sao thì mình nghĩ là nó sẽ hack cho chúng ta rất là nhiều những cái điểm kinh nghiệm. Đấy. Và cái lối chơi này thì mình nghĩ là có một cái tỷ lệ vào top rất là cao. Để xem một trận này mình sẽ vào được vị trí top mấy nhá. Đòn đánh sẽ hồi lại 20 năng lượng anh em ạ. À. Nhưng mà ở những cái round đánh quái thì nó sẽ không tích được mana. Và mỗi khi mà con bát này nó tung chiêu thì sẽ có được một con, chính là con MIP. Con MIP này thì nó sẽ tương ứng với một điểm kinh nghiệm. Đấy, tinh linh chuông. À. Và cái bộ tộc phi hành gia này thì mình thấy là nó thiếu những cái con bậc 4 tiền thì mới khó tìm thôi. Úi sao nhiều tiền thế? Trẻ khỏe tự do, tài lộc tự máu. Tài lộc từ máu là cũng ngon phết nhưng mà chắc là mình sẽ lấy trẻ khỏe tự do đi. Con này thì chúng ta sẽ được đi chợ đầu với cả là nhận thêm 2 tiền nữa. Rồi, 18 vàng à. Theo các bạn thì mình có nên là bán luôn đi Cassiopeia để tích lên cái ngựa 20 hay không? Chắc là cần phải bán luôn đấy chứ. Hay là có con Illaoi này cũng có thêm cỗ máy chiến đấu này anh. Ồ đó không? Mà bán luôn đi. Ngại ngần gì? Đầu game mình lại không có gọi là đủ đồ so với những cái nhà khác. Thế nên là hơi bị thọt trang bị các bạn ạ. Những cái nhà khác thì có rơi tầm khoảng 2 đến 3 mảnh đồ. Mình thì chỉ rớt một gọi là một mảnh đồ thôi. Thọt thế nhở. Anh em xem con bát này. Một lần kỹ năng tung ra. Và Karma thì nó cũng sẽ búp thêm tốc đánh cho bát. Wow, 3 điểm kinh nghiệm rồi. Lợi hại chưa? Với cả mình còn 20 tiền nữa. Không có trang bị thì chúng ta sẽ được tiền thôi. Theo anh em thì có ổn không? Đây, mình sẽ bán luôn để có thể lấy cái level 4 luôn nhá. Quá là bá luôn. Wow. Không khéo là trận này là mình sẽ lên cấp 9 thật là sớm và đánh cái đội hình 5 tiền ấy. Ổn áp, đúng không? Còn mùa 3.5 thì tôi thấy là cái đội hình 5 tiền nó vẫn đem lại cho chúng ta một cái ngữ sức mạnh kiểu rất là đỉnh. Nhưng mà những cái con mà kiểu bậc 1, bậc 2 nó mà carry rất là ác nha. Thôi xong rồi. Ông này dình luôn keo luôn bát nhà mình à. Ok. Bị kéo nhưng vẫn tích được 2 điểm kinh nghiệm. Cái ông am sâu khu này ghê ta. Cày ghê ta. Rồi. Dẫu sao thì với 2 điểm kinh nghiệm sau mỗi vòng thì pha này là hơi lộ này. Pha này là hơi lộ này. Đi chợ chắc mình sẽ ưu tiên những cái trang bị mà tích thêm cái khả năng hồi phục mana cho bát thêm. Leona này. Cho này vào đây đi. Này thì chúng ta sẽ có được hai tiên phong.
Cái form mà tiên phong bí ẩn thì chắc chắn là quen thuộc với anh em lắm rồi đúng không? Giờ phải đi check map nào, để xem là có ông nào chơi Blitz kéo nữa hay không này. Rất là rèn luôn. Con Blitz nó 2 tiền nhưng mà nó lại có cái kỹ năng là kéo mới mới gọi là biến thái kìa. Cay lắm. Thế nên là chơi mùa 3.5 thì mình nghĩ chúng ta sẽ phải check map nhiều hơn. Rồi. Để coi nào. 1260. Máu thì mình nghĩ là Caitlyn có ngắm phát chết luôn không? Đừng mà. Vai cả nồi ngắm phát chết luôn. Đau đầu quá. Đau đầu thế nhở? Chắc là do con Caitlyn này thì có một cái hệ là thiện xạ ấy. Sao là bắn đau kinh. Đi chợ nào. Có BF không? À mình được ra đầu mà. Đây. Em mình sẽ lấy luôn con xin dao với một cái BF. Tất nhiên là Sojin rồi. Sojin. Thêm nữa thì chúng ta có thể hướng đến một cuồng đao hoặc là một cái nanh na so chẳng hạn. Đấy. Không thì hai cái Sojin cũng rất là ngon nhỉ. Wow. Anh em là bây giờ cũng đang để dành cái nhân bản để xài cho mấy con bậc 4, bậc 5 ấy thì tôi cũng mệt lắm ấy. Pha này thì chắc là đủ kinh nghiệm lên cấp 5 luôn rồi nhỉ. Bú luôn. JC này. Ok. Theo các bạn thì mình nên cho 4 tiên phong vào hay là vẫn giữ hai bí ẩn? Thêm một tiên phong vào nhá. Chứ tôi thấy là về ngưỡng 3 tiên phong rồi nó hơi bị ngứa mắt. Nhở. 150 giáp để xem nào. 150 giáp mỗi con tiên phong ạ. Ghê gớm chưa? Giờ thì bát chắc là tha hồ là hay kinh nghiệm. Hai rồi. Nhưng mà thiếu đi Karma thì nó cũng mất đi tốc đánh anh em nhỉ. 3 4. Wow. Cứ mỗi round tầm khoảng 5 kinh nghiệm thì thôi. 6 luôn không? 7 luôn không? 7 đi, 7 đi. Trời ơi. Có thêm chút xíu nữa thôi là 7 rồi. Nhưng mà 6 thì quá thơm rồi anh em. JC thêm này. Chúng ta có Mordekaiser, chắc mình sẽ cho vào vị trí của Poppy. Chút nữa chúng ta sẽ kẹp thêm Karma để lấy thêm tí hắc tinh cũng được. Wow. Ba nhà này à? Ba nhà này thì không có Blitz. Bắt ở vị trí này là đẹp. Trận này tính ra là tôi kiểu tôi thích gọi là cái mà trang bị hơn ấy, thay vì nhiều tiền. Rồi, đặc quyền phú gia này, nhà này cũng level 5 từ sớm này. Nhưng mà tiền thì có 20 thôi. Tôi 40 tiền cơ mà. Ui, mà cái đám mip của mình ấy nó cứ nhúc 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 này nhìn cute vãi. 10 con rồi cơ. Ok. Ui. Về chưa? 20 kinh à, 20 tiền để lên cấp. Nhưng mà mất đi cái chuỗi chuỗi thua năm mà. Hơi tiếc, không sao. Chắc là sau vòng này thì mình sẽ lên cấp 6 luôn. Mà vẫn còn 50 tiền mới ngầu chứ anh em. 50 tiền mới là ngầu đét chứ. Vũ trụ đi cô đúng là một cái vũ trụ chắc hẳn sẽ đem đến một sự đột biến thôi. Một khi mà bát lên 3 sao thì mỗi khi mà nó tung đòn đánh thì nó sẽ hồi lại kiểu 90 năng lượng luôn ấy. Thế nên là nó cứ kỹ năng liên tục. Không có cái cung nào ta. Nước mắt đi. Không có nước mắt mà cũng không có cung luôn. Cung. Trời ơi. Chán thế. Bán này. Ôi. Đẹp chưa. Mình sẽ tận dụng luôn một cái vuốt đi. Vuốt rồng với cả là một cái đồ random nhá.
Đây cho Jayce luôn. Đẹp. Đẹp luôn. Có ai mà cấp 6 vẫn còn 50 tiền ở vòng 3.1 không? Đấy. Khó chứ anh em nhở. Và đây là loại bạc nha, chứ không phải là loại kim cương như như kiểu là khuyến mãi kinh nghiệm hay gì đâu. Rất khó. Ui con đạp rớt này nhìn hơi kinh. Hai. Cố lên, hack nhiều lên bát ơi. Hay là chúng ta kẹp với thời không nhỉ? 4. Cứ tầm khoảng 5-6 điểm kinh nghiệm thì rất là lãi. Nhưng mà tôi cảm thấy như là cái đội hình của mình hiện tại là chưa có cái sát thương ấy. Ôi, đặt tới đỉnh cao à. Xoay bài tự động à, trời. Tiếc thế. Khi bạn đạt cấp 9 nhận 50 điểm kinh nghiệm và 10 vàng. Mình nghĩ là đạt tới đỉnh cao nó không ngon bằng cái hướng đến hồi kết. Mình sẽ đổi lại nốt luôn. 5% tốc độ đánh, ok. Tại vì nếu như mà chúng ta lên cấp 9 thì đã tốn rất là nhiều vàng rồi. Bây giờ mà anh em mình mà có thêm 50 điểm kinh nghiệm thì nó cũng hơi phế ấy. Tại vì cũng đang thiếu tiền, roll 9 đang kiểu hấp hối rồi nhở. Một đòn đánh hồi 24 mana. Thế là với Sojin nữa. Chắc là giờ vào tầm khoảng 3 đòn đánh thì nó sẽ tung ra một lần kỹ năng. Đây là mình chưa có 3 phi hành gia nhá. Nếu mà có phi hành gia thì cái năng lượng của bát sẽ bị giảm đi nữa. Nó sẽ được chứ không phải là bị. Một mít bằng một điểm kinh nghiệm. Wow, 3 điểm rồi. 4. Cố lên nào. Hơi thiếu sát thương anh em nhỉ. Uầy, 6 điểm. Pha này thì có vẻ nhìn hơn này. 7 điểm, 8 điểm luôn không? Giá như round đấu nào cũng như một round đấu này thì anh em mình sớm muộn gì cũng lên cấp 9 rồi. Kama này. Thôi cứ để đấy. Để đây thôi. 48. Mình cứ bán dần dần đi. Tại vì tích thì nó cũng chỉ để gọi là nhìn đẹp mắt thôi. Chứ không để làm gì hết anh em ạ. Kiểu như là anh em mình để dành thì nó lại càng bị lỗ đi ấy. Tại vì tỷ lệ khi mà chúng ta lên cấp càng cao thì cửa hàng sẽ được đổi lại và chúng ta sẽ nhận được những phi tướng bậc cao sớm hơn đúng không? I'm so cool. Nay thì kéo hộ. Cái loại thứ hai của mình gần như là khắc chế mấy cái bọn Blitz ở giai đoạn đầu game. Ui, 5 giây thôi đúng không? Uầy, may quá, suýt nữa thì bắn vào con bát cho mình thì chết toi. Gì đây? Gì đây? Đã bị kéo, lại còn bị đấm chết nữa. Round này thì nó lại được 3 kinh nghiệm thôi các bạn. Nhỏ vậy. Wow, đây rồi, chúng ta có một con Teemo. Con phi hành gia các bạn ạ. Con này thì nó sẽ giúp cho mình carry được ở cái đội hình này. Khi mà cảm giác như là đội hình của chúng ta quá yếu rồi mà máu còn không nhiều nữa thì anh em có thể đổi trang bị của Bart sang cho con Teemo để có thể carry lại nhá. Thì giữ con bát này thì mình nghĩ là nó hơi bị fail á. Nó không có đam khi mà mình lại dồn nhiều trang bị cho nó nữa ấy. Rồi, 3 phi hành gia. Bộ tộc phi hành gia thì nó cũng có một cái con là con Gna nữa. Rất là khó chịu bởi kỹ năng thất tung của nó. Thôi cứ bây giờ là vẫn còn 4 mấy máu cơ mà. Chơi tiếp được. Thoải mái đi. Thoải con gà mái đi. Ai đây? Wow, Lulun Janko PPA. Nhà này cũng level 6, 50 tiền. Rất là giàu. Dồn trang bị cho Ace à? Ace này thì cũng có một cái lối chơi là
thời không cơ, nhìn chơi rất là vui. Rồi cứ bắn tiện liên tục, làm choáng. Rồi sao lên cấp 8 rồi các bạn, nhưng mình chỉ còn lại 37 máu thôi à. Holy shit. Chắc là combat nốt round này mình sẽ roll mạnh tay một chút ở level 8 để giữ máu đã. Đúng không? Giữ máu ở level 8 đã rồi anh em mình lên 9 sau. Chứ mà cứ gọi là lì lì mặt dày, chắc là anh em đấm cho cút luôn thì không được chơi game nữa ấy chứ. Rồi 4 trận thắng à, đã 4 trận thua liên tục rồi. Chưa bắt nạt được cái ông nào hết đây này. Wow, một gần hack tinh của Validator. Nhiều anh em lựa chọn là ý chí bất khuất nhỉ. Chứng tỏ là cái lõi này ngon ở meta này. Meta mùa 3.5 thôi nhá. Nó kiểu loại bỏ rất là nhiều những cái hiệu ứng khống chế. Tôi rất là cần gặp mấy cái ông ở trong châu như này luôn. Hay kinh nghiệm siêu sướng. Rồi cấp 8, vòng 3.6, 50 tiền. Đây là hai lõi bạc. Nếu như mà có lõi của kim cương ấy, thì mình thấy là nó sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Anh em nhỉ? Thêm một bát này. JC2 và Gana. Gana này thì sẽ kích hoạt cột mốc 4 phi hành gia. Nhưng mà 4 phi hành gia thì thực sự nó không đem lại cho chúng ta một cái búp gì thêm. Lên 9 không nhỉ? Lên 9 thì chắc là mình sẽ gọi là tham quá. Xem đồ đạc như nào này. Wow, thêm một cái Sojin nữa. Ngộ không Kama 2 và Teemo. Teemo 2 không? Soraka sẽ là một con bí ẩn. Nautilus 2 Bat JC. Không cần lên JC 2. Chưa thấy Teemo 2 đâu anh em nhỉ. Khi nào mà lên được Teemo 2 đã rồi mình sẽ thay. Oh, đây đây đây, chắc mình phải bán một slot đi cho nó hack hack điểm mip, mình quên mất. Nó giống kiểu như là cái ụ súng của Jihin đấy anh em. Nó cần có một chỗ để nó triệu hồi lên. Jihin thì tận cần 4 4 chỗ lận. Bắt chúng ta chỉ cần một thôi. Sao lại ngủ dậy đi. Để hack hack kinh nghiệm đi. Ui 8 điểm. Vãi, xin ra. Tam to thôi rồi. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi thử. À, món quà tử sĩ nhà mà tài chế cộng. Mình sẽ lựa chọn một cái lõi nào mà combat ấy. Không là mình sắp đi rồi. Đây, cho nó trang bị luôn. Một cái quỷ thư luôn nha anh em nhé. Tuy là những cái trang bị này cũng không thực sự là ngon nghẻ cho Teemo lắm, nhưng mà bây giờ chúng ta đã hết sự lựa chọn rồi. Thay bát vào đây thì chúng ta sẽ có được thêm bí ẩn này. Nhưng mà con Gnan thực sự là nó cũng đang rất là ngon. Nhưng thôi, vừa có bí ẩn lại còn phi hành gia thì kháng phép cho cả đội hình nó vẫn cứ là ngon chứ đúng không? Chúng ta sẽ cùng xem là Teemo liệu rằng có thể carry được ở thời điểm này hay không. Wow, nhà này thì có tận 3 nhân bản tướng cỡ lớn cơ. Thực sự là rất giàu. Giời ơi. Ăn nấm luôn chứ còn gì nữa. 5996. Zenith kìa. Phiên bản pháo thủ. Còn Zenith này mà chúng ta kiểu kết hợp với nổi loạn ấy. Rất là bá. Rồi để xem là kỹ năng của Teemo. Phải chưa? Vậy độc đấy.
cạm bẫy tình yêu luôn. Ok, cũng rất là nhiều sát thương các bạn ạ. Tuy là những trang bị này thực sự là chưa có chuẩn, mình đã nói rồi, những trang bị chuẩn thì chắc là anh em sẽ phải thương đến một cái gì nhỉ? Bột xanh, găng bảo thạch. Trang bị thứ ba thì có thể lắp kiếm súng hoặc là gì cũng được. Chắc là mình sẽ lấy thêm một con Teemo nữa. Liều đi, liều lên Teemo 3 đi các bạn, liều lên Teemo 3 đi. Chắc này mà lên được Teemo 3 thì chắc là mình nghĩ sẽ giành được cầu thủ gọi là top 1 đấy. Hiện tại thì anh em mình đang gọi là gần đáy xã hội rồi, còn có 25 tiết thôi. Nautilus này. Và bây giờ thì có cái quả kinh nghiệm nào anh mình bán vội luôn. Master gì? Cái này chúng ta sẽ ném cho Ngộ Không đi. Gì chứ Ngộ Không khi mà cầm nhiều những trang bị phòng thủ, và chắc là nó sẽ gọi là khống chế nhiều hơn. Vệ binh tinh tú, nhà này thì vẫn giữ lại hai cái nhân bản tướng cỡ lớn, chắc chắn là có ý đồ đen tối đây. Uầy, một quả bẫy độc bay màu luôn con Syndra các bạn ạ. Quá là ảo, ảo sát thương. Bắt thêm này, một được cái Surfeit. Giờ thì anh mình chắc là cũng sẽ phải để tiền lên cấp độ 9 đi. Với cấp độ 9 thì chúng ta sẽ kẹp thêm một con như là Thread, vừa kích hoạt được cái cột mốc hai thời không và gọi thêm những cái đồng minh vào nữa. Nhà này nhìn ghê gớm ghê ta. Gangplank 2. Ủa 4 không tặc ạ. À, để cho cái nhà này mà để trứng thì mình nghĩ về lâu về dài là chắc chắn sẽ anh mình sẽ khó khó để có thể dãy giụa được á. Một cái giáp máu này, thêm một cái dao điện không anh em, tại vì chúng ta cũng chưa có những cái trang bị mà giảm đi cái kháng phép của team địch, thế nên là mình sẽ quyết định là lắp dao điện lên cấp luôn. Boss 3 bát này, Lulu, Ngộ Không. Cái này thì có ba bí ẩn, hơi dư. Chắc là mình sẽ tìm một cái con AC thay vào vị trí của Zihin để lấy thêm vũ trụ hồi máu chứ. Chứ đội hình của mình là chưa có khả năng hồi máu này. Ui, Gangplank không được chơi game luôn. Hay quá. Nhà này mà gặp mình thêm hai ba lần nữa thì là mình sẽ cho đi sớm. Teemo này, AC này, ok, thay thôi. Tuy là Zihin cũng rất ngon nhưng mà tôi cũng phải lấy làm rất tiếc. Aurelion Sol, Gna, Gna cũng không chế xịn này. Nhưng mà Nautilus với cột bốc 4 tiên phong thì chắc chắn mình cảm thấy cứng cáp với cái dàn tanh này. Rồi, gặp ngay nhà top 1. Cái loại thứ hai đúng là khắc tinh của mấy con Blitz thật. Một con Irelia này các bạn. Irelia này kiểu siêu công nghệ. Nó mà lên được 3 sao thì nó quy 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 rất là tởm luôn. Hôm sau thì mình sẽ làm về một cái video về con Irelia. Nhà này cũng 6 siêu công nghệ chứ không phải là tầm thường. Thread đã có, hay là mình sẽ bỏ đi hai thiên phong nhỉ, cho một con Thread vào đây, bỏ đi Mordor không. Chứ này chỉ còn hai con tanker thôi à, cũng hơi bị nguy hiểm, nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ có được 4 bí ẩn.
Mới là có ổn áp hay không đây? Có ổn áp hay là không đây? Trời ơi, hơi tiếc khi mà mình vừa mới bỏ bốn tiên phong ra để gặp cái nhà mà đam vật lý. Tại sao không phải là gặp nhà đam phép đi? Nhưng mà dẫu sao thì team mô của chúng ta đã làm rất tốt. Nó một phát là ném ba cái quả bẫy độc các bạn. Nhìn cay lắm. Rồi, finisher lần này thì chắc là mình sẽ lấy một cái nó set đi nhỉ. Tại vì là cái giao điện cũng không thực sự là tối ưu lắm. Và bây giờ chúng ta cũng cần thêm những cái trang bị phòng thủ. Thì tôi thấy là nó set là ngon nhất ở thời điểm này rồi. Teemo này. Soraka. Đây, cái này cho ngộ không. Aurelion Zone. Tập trung ôm thêm những cái vị tướng mà bậc 5 để cho Thresh kéo vào. Aurelion Zone này thì có cái tộc hệ mẫu hạng mà cũng khó chịu. Rồi bâu. Ui, bắt đầu có thêm những cái nâng cấp của gameplay rồi. Lại một lần nữa mình gặp này. Ông này thì mình có bốn bí ẩn là tôi cũng khắc chế hết đấy. Đúng rồi, hất tung đi. Đúng rồi, không cho gangplank chơi game là anh em mình cứ thế mà thắng thôi. Còn nó mà được một skill thì chắc là anh em mình đi hết. Đi hết đây anh em ạ. Đây là gangplank với hai nâng cấp. Không biết là nâng cấp gì. Khả năng là mở rộng với cả là tấn công hai lần. Còn nó mà kích hoạt thêm được cái kiểu tấn công nhanh ấy. Vấn đề lớn đấy. Thresh này. Wow, mình cũng có công kích hai lần. Nhưng mình không chơi các bạn. Không chơi thì mua làm gì cho nó tốn tiền. Còn nhà siêu công nghệ này thì chắc là mình ăn phát một. Ha, sao mình không bỏ bốn bí ẩn ra để solo với cái nhà này. Nhà này thì không nhiều đam phép lắm. Bốn bí ẩn của chúng ta là hơi thừa. Mình chắc là vẫn ăn được, đúng không? Ăn được. Ok. Với cái chiến thuật này thì mình đã vào được cái vị trí top 3 rồi. Và con số này thì mong sao nó sẽ là top 1. Soraka. Hay là mình kẹp Exo đi, kẹp thêm những con 5 tiền không các bạn? Bỏ đi hai con bí ẩn không? Hay bỏ đi Soraka với cả là Kama đi nhỉ? Chúng ta sẽ có thêm một là kiểu UVOT 2 hay là Aurelion Zone 2 là gì đấy, hay sao? Để coi. Ui, Lulu 2 này. Chắc là mình sẽ lấy thêm một trang bị là này không? Này đi, này thì có đỡ sốc đam này. Mở rộng. Aurelion Zone 2. Mình sẽ bán con bát này đi trước. Lấy cái giao điện cho con Lulu nhá. Cho nó skill sớm hơn. Này cũng có thêm tốc đánh. Rồi. Không biết là có cho nhà này đi luôn được hay không đây. Đúng rồi, ngộ không hất tung là đẹp. Ôi, gì đây? Ma nó cho một kỹ năng. Cố lên, trời ơi, một chút nữa thôi thì mình tiện khách nhà này rồi. Wow, 14 tiết ạ. Thread 2 này. Teemo. Trời ơi, tiếc cái pha vừa rồi ghê á. UGOT 2 à. Chắc là mình sẽ kẹp thêm 5 tiền đi. Nhưng mà đánh với cái nhà top 1. Như này. Hai con này chắc là bá lắm. UGOT thì chắc chắn là nó sẽ kết liễu được một mục tiêu.
Đấy, có gì chút nữa mình xếp xếp cháu bên này để chúng ta dồn ra vào con ở gành plank kia cũng được đúng không? Thùm. Khó chịu liền. Khó chịu liền. Nuốt chửng con Ire luôn ạ. Ông này ăn được rồi. Ông này có 3 nâng cấp rồi anh em. Mà tấn công 2 lần mà bị làm choáng 2 lần liên tục. Ôi nhà này bay màu. Ok, 14 màu top 1. Janna 2 à? Khi mà chơi Teemo thì chắc chắn là chúng ta cần phải có được phi hành gia mới mạnh được các bạn ạ. Có phi hành gia mới mạnh được. Anh em mình sẽ dồn đam vào con Gangplank bên này trước. Không biết là có ổn không. Nhìn khó chơi thực sự với con Gangplank này luôn. Vì nó đã có được cái kỹ năng mà mở rộng rồi ấy. Anh mình cũng không thể nào mà né được. Đấy, cứ cứ như thế này nữa là một lần nữa là win này các bạn. Cứ như thế này nữa là một lần nữa là win này. Hai nhà kia xem nào. Hai nhà kia chắc chắn là có một nhà đi. Ok. Ok bay rồi. Teemo này. Mẹ một con Teemo nữa thì mới Teemo 3 được. Thôi xong rồi. Khó luôn nhờ. Thiếu đúng một con Teemo anh em ạ. Sốc đam con ganh blanh. Rồi xong rồi. Nó xài kỹ năng phát là anh em mình thua. Không như cái combat vừa rồi. Ok. Với cái chiến thuật mà sử dụng hai nhân bản tướng cho bát thì mình cũng đã rất là dễ dàng vào vị trí top 2. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye tất cả anh em.